rất là xúc động. Vì thực ra là mẹ thì hay cũng thương con hết. Giờ phút này thì mới thật ra là rất là xúc động, cố gắng để nhắc nhở cả con đôi lời. Hai con thì từ hai gia đình khác nhau về ở chung một gia đình thì cố gắng á là nhường nhịn nhau, rồi yêu thương nhau, thông cảm với nhau. Thương hai anh thì mẹ là tôi từng nói với hai anh là mẹ thương con từ khi con nằm trong bụng mẹ á. Mẹ yêu thương con, chiều chuộng con, thì nhiều khi con có nhiều cái sai sót, thế là về nhà chồng thì cũng mong là ông bà cô bác các cầu các gì các khó các bác anh em trong gia đình là cùng mẹ chồng là thông cảm, rồi có chi là đỡ về dạy dỗ thêm cho hai anh để hai anh trưởng thành. Mấy con trưởng thành thì cũng chỉ mong cả con hạnh phúc thôi, đó là điều ba mẹ mong nhất.